Dạ bà con nông dân cả nước nha, ngay nông cơ tính lên con máy cắt cỏ ba lô Shindaiwa EK 2026 nha. 2026 ngầm 34 ly 26cc nha mọi người. Đó. Dịch bãi nó qua sử dụng nha, còn mới trên 9% nha mọi người. Máy nè. Bị xăng rin theo máy nha. Còn trắng này ha. Cái máy này đẹp quá trời. Ốc còn trắng tươi ha. Có chờ lực nè. Xu rồi còn hết nha mọi người. Ốc trắng ha. Đỏ xanh tâm nhôm nha mọi người. Đó, em cũng vô mở bò đây cho mọi người hết rồi ha. Đó, mã ở đây. EK2026 ha. Xăng nè. Trắng tươi không bị vỡ gì nha mọi người. Đó. Made in Sapa RK 2026 in Sapa ha. Rồi nhà máy Yamabiko sản xuất ha. Tắt dây ga này nè. Máy này thì tiết kiệm xăng với mạnh lắm nha mọi người. Đeo nè. Đây ga nè. Lên xuống ga này ha. Lên lái nè. Rất là êm ha, mốt nè. Hai sáu hai không lên xe. Chắn cỏ riêng ra máy ha. Đó. Không cần 25. Rồi bò riêng nha mọi người. Trắng sáng nha. Máy này tuyệt vời. À, dây đeo nè. Đó, dây đeo màu vàng ha, màu vàng đen. Đó, gọn nhẹ nha, mạnh mẽ nha mọi người. Giá máy thì trong phần mô tả ha. Mua máy bên em sẽ được miễn phí ship và đủ phụ kiện kèm theo như là cái bát cước nè. Bát cước pháp gai nè. Đó. Gắn vô. Đây là cước pháp này xịn nha, dai lắm mọi người. Này trên 10.000 mét á. Chỗ bán 10, chỗ bán 11, 12 gì đó mọi người. Đó, với cái cải tiến luôn nha, chống nước cước nha mọi người. Xài cực kỳ lâu ha. Rồi một cái bugi. Thì em tặng theo cho mọi người, lỡ một cái hư thì mọi người thay bugi vô ha. Và mọi người tiếp mở bugi. Rồi đầu dao luôn nha, kết hợp nha mọi người. Rồi một cái lục giác 4. Đó. Mọi người mở gì mở, cái này xài lục giác 4 nhiều lắm ha mọi người ha. Đó. Một con dao cắt Thái Lan 2.0. Đó, dày 2 chấm, dài 3 tấc nha mọi người. Dàn máy rất là ok ha. Rồi, em giật nổ nha mọi người nha. Sáng sớm thì bơm vú nè. Bơm vú rồi bật e gió lên, giật nổ rồi bật xuống rồi chạy nha mọi người. Nhớ bật công tắc nha, on off đây nè. Đó, thấy không? Giật nổ ha. Máy đề mới thì nó có sẽ giảm thanh cho mọi người ha, bớt tiếng ồn. Đó, nó không như mấy máy đời cũ. Ok luôn, còn nhẹ ha. Rồi giá máy là một mô tả và chi tiết liên hệ. Ai chưa chọn được con máy ý thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi nha, để em ra những con máy mọi người coi ủng hộ nha. Rồi, máy em bao nguyên rin nha mọi người, chưa có thay thế cho kiểm tra bê tông này còn rất là ok luôn. Đó, còn trắng bóng đẹp lắm nha mọi người nha. Thôi là khủng khiếp nha mọi người. Rồi, bye bye mọi người nha.